À, vâng em xin chào các anh Đấy, Em vừa bóc kiện âm thanh ra để xem có cái đồ âm thanh gì Quay cho các bác thì này, à, bóc được một cái con máy này Đấy. Lúc đầu nó nhỏ nhỏ Cái kiện nhỏ nhỏ là em nghĩ là khả năng cao là một, một, một cặp loa no QB hay là một cái cặp noa mini gì đó thôi Nhưng mà không nghĩ là bóc ra này được một con máy xay như thế này nhìn Khá là hay ho Đấy, Nhìn cái kiểu dạng cấu tạo như thế này thì khả năng cao sẽ là máy xay thịt các bác nhé Máy xay thịt Máy xay thịt Máy xay thịt màu đỏ này xịt màu đỏ nhá thì cái này em bán xả kho thanh lý thôi giống như là em đã nói rất nhiều các clip trước rồi thì là các cái này là bên em bán xả kho thanh lý cho mọi người về dùng các thôi nhá còn đâu là không bán đời nãy thì cái này cả thì là, là hàng về âm thanh nhiều khi là mình lấy theo công ấy thì là có những các cái sản phẩm ngoài luồng không phải là đồ âm thanh mình vẫn phải lấy cùng về vì người ta người ta bán người ta lấy cả mình lấy, mình lấy cả công mà Đấy nó không thể là mà nhặt các cái đồ không phải mình mình không muốn nhập vào ra được đấy thì thì người ta không không bán kiểu đấy nên nhiều khi là lấy về là phải ôm tắt đấy thì thi thoảng nó sẽ có những cái kiểu như này đây là một con máy xay nhé một con máy xay đấy. hãng của nó là hãng Vita Vitantonio Vitantonio à, công suất là 200 w nhé có thể cái hình như cái thời gian cái chỗ ba số 30 này là thời gian say tối đa cho một lần quay là 30 giây sao đấy, đấy kiểu dạng vậy đấy, tức là mình ấn nhả nó ấn giữ trong khoảng tầm 30 giây xong lại nhả ra xong lại ấn xong lại ấn tiếp đấy, để cho nó máy hoạt động kiểu dạng tốt nhất đấy thì bất cứ một cái máy xay nào thì cũng thế rồi nó đều sẽ có một cái thời gian hoạt động cho phép tốt nhất đấy thì này mình dùng nó sẽ tốt này con này là cố thủy tinh còn ok đấy. Ở đây thì nó có cái phần nhựa các bạn thấy, nó hơi gì tí này. Hơi ấy ra tí này. Để về các bác này chế cháo xem như nào nhé. Này. Nó là cái đây của cái ốc này. về có thể lấy thêm cái giòn rước vào đây. Nhé. Mà cái này khả năng xay cũng em nghĩ là cũng chả sao đâu. Vì đây là xay thịt mà. Cho cái thịt vào thì xay nó nọt xuống được. Thì cái cái này thì nó cũng chả hiểu gì đâu. Em thấy nó vẫn kín mà. Này vẫn kín mà Đấy. nhưng mà có cái nhựa này nó nó ấy thế thì nói chung là hàng tình trạng như nào báo thế thôi vì những con này là đều xả kho bán là là không bảo hành Đấy. nên nhiều khi cứ phải nói rõ ràng quan điểm ngay từ đầu để bán thì mất đồng trước được đồng sau thôi để à, mọi người mua cho nó, nó thoải mái để ai cảm thấy ok được thì lấy không thì thì thì, thì, thì lấy sản phẩm khác đúng không ạ Uh, vì các cái này là em bán là chủ đích là bán là cho anh em thợ, đấy thì trước trước giờ là bán là chủ yếu là đấy đều báo là uh, 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 nên trên kênh là các anh thợ nhá để ở đây em có cái con máy này nó về cùng đồ âm thanh này em không uh, em không bán đồ này thì em bán tù mù cho các anh, đấy, giá là đấy giá mù là em bán là là nó là bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền đấy thì em báo, đấy thì các anh thợ các anh ấy thấy là à, ok con này lấy về kiểm tra thằng bán đấy, kiếm mấy đồng uống nước thì các anh ấy vẫn hay nhặt. Đấy. thì tuy nhiên thì là sẽ có những khách hàng là không phải là thợ các anh ấy xem được video và anh cũng muốn là à em ơi cắm cho anh cái điện nếu mà nên được thì anh đấy, đấy anh chấp nhận là không bảo hành. anh đấy, đấy với anh dùng Và anh biết cái đồ nhặt này đồ là, là nhiều khi nó cắm điện lên là, là là chạy thôi chứ chẳng mấy khi nó bị làm sao cả. đấy còn về sau này ví dụ như đồ điện tử thì cũng không thể nói hay được. chẳng may có ấy thì anh tự anh mang đi anh anh em thợ người ta xử lý cho thì là thì là, là, là cái vẫn cứ lấy thôi đấy đấy nhá thì là cái con máy này thì em đây em đang cắm điện trăm v nhé cái này điện trăm v em đang cắm điện trăm v em ấn đấy này. thì là cái lưỡi quay nó vẫn quay bình thường này nếu không ạ quay vẫn đang quay bình thường này đấy. thì các bác cho thịt thiếc vào đây xay thì em nghĩ là vẫn ok thôi đấy thì con máy xay này thì em bán cũng rẻ thôi nhé em bán giá giá xả kho thanh lý thôi là 350 rưỡi thôi đấy, bác nào mua alo em nhé đấy, 350 rưỡi cái, cái máy xay này thôi Nhưng cái máy xay này mà em thấy là thị trường người ta đang bán đâu cũng khoảng tầm 900 hơn 900 đấy. 900 mà 900 thì thôi, bán 350 thôi nhá. Để bác nào mua alo em nhé Số điện thoại liên hệ 0979 891 hoặc là 0966 594581 nhé. Xin chào các anh và xin hẹn gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em.